Xin chào mọi người, là mình đây. Vâng. Và như đã hẹn với mọi người thì video lần này mình sẽ quay ở Shoreditch, Anh Quốc, England. Yeah. Tàu mình vừa mới cập cảng. Đúng là ngày tháng 5 chưa nằm đã sáng, đêm tháng 10 chưa cười đã tối. Yeah, yeah. Hiện tại mới chỉ là 5 giờ chiều thôi nhưng mà mặt trời đã đi ngủ mất tiêu rồi. Nếu video này mà có tối quá thì mọi người cũng mong là thông cảm nhé. Và bây giờ mình sẽ ra khỏi cảng, đưa các bạn cùng đi với mình khám phá thành phố Shoreditch. Nhá nhá, let's go. Ok, và lại là mình đây. Các bạn vẫn đang coi G over C. Vâng. Và là một lần nữa ở Södertälje. Nhưng mà là mùa đông rồi. Dạ dạ. Các bạn có thể thấy thì hiện tại thì everywhere, chỗ nào cũng đã có tuyết rồi. Tuy là không nhiều thôi nhưng mà nói chung là cũng đã phủ kín hết rồi. Thế hả? Các bạn còn nhớ cái kho của Mercedes không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái kho của Mercedes vào mùa đông nó như thế nào nhé. Let's go, ngay bên này đường thôi. Vâng. Và đây cái gươm hồng, cái kho của Mercedes. Và gần như là cái xe nào cũng có gì tuyết phủ kín hết rồi. Đây, cái tuyết luôn đây. Nhìn thì có vẻ đẹp đấy nhưng mà thật sự thì nó rất là dơ đấy. Này các bạn có thể nhìn dơ là dơ luôn. Có thể là lúc nó vừa rớt có vẻ là sạch đấy nhưng mà để có một ngày hay là một đêm thì đấy xe đi lại bùn đất cát bắn đầy lên. That's a no-no. Absolutely no-go. Và lại một lần nữa, chúng ta cùng theo chân G đi xuống phố xem là mùa đông này ở dưới downtown mọi người có còn đi chơi quan lại đông vui như là mùa hè không nhé. Thật ra cái video này mình quay là cũng tháng 12 tới nơi rồi, chuẩn bị Noel rồi, Giáng sinh, Christmas. Theo như bên Âu thì chuẩn bị tới kỳ nghỉ đông rồi. Có vẻ như là mình nghĩ là từ bây giờ mọi người đã bắt đầu trang trí Giáng sinh Noel rồi đấy. Nên là mình sẽ đưa các bạn xuống phố xem là ở Thụy Điển, thành phố Södertälje, họ đã trang trí chuẩn bị những gì cho cái dịp Noel này nhá. Let's go. Nếu như các bạn nào đã coi hết cái video lần trước thì mình có hứa hẹn với các bạn là sẽ quay vlog tiếp theo ở Shoreditch, Anh Quốc. Nhưng mà, well, ở bên Anh thì hiện tại đang là mùa đông. Đúng như cái câu mà Việt Nam hay nói là ngày tháng 5 chưa nằm đã sáng, đêm tháng 10 chưa cười đã tối, thì thật sự là 5 giờ chiều. Anh Quốc tối mù tối mịt. Và thật sự rằng là những cái thiết bị mà mình đang quay để mà làm vlog nó không thật sự hỗ trợ tốt để mình quay vào ban đêm, phục vụ cho cái vlog đó là cái gì. Vlog ở Södertälje phần 2 này thay thế nhá. Ok, lạnh phết đấy. Nên là chắc là video này mình sẽ quay ngắn hơn một chút. Và may mắn thay, có một điều rằng là mình đã từng quay thành phố Shoreditch ở tầm tháng 9. Thì lúc đấy mình nghĩ là cuối hè thôi. Nhưng mà tới 9 giờ, 10 giờ tối thì bắt đầu mặt trời mới lặn. Coi như là mình vẫn có một ít suột về Shoreditch. Mình sẽ đắp vào cái clip này để mà nói về thành phố Shoreditch luôn nhá. Dạ dạ. Coi như là chúng ta vừa coi Thụy Điển và vừa coi Anh Quốc. Dạ. Đợt này mình đi bộ cùng với các bạn vẫn là cái quãng đường đó thôi, nên là có những câu chuyện nào cũ rồi thì mình sẽ không nhắc lại. Các bạn có thể coi video lần trước. Nên là lần này mình sẽ kể cho các bạn một chút về cái trải nghiệm ở Anh Quốc mà mình đã được biết tới, mình đã được trải nghiệm qua. Yeah, đi thẳng vào vấn đề luôn. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ thử xem là
cái mật độ tuyết ở đây đã dày chưa nhá? Mình nghĩ thì mới đầu đông thôi, là tuyết nó vẫn còn mềm lắm. Ok. Cũng như đã bào thôi mà. Vâng, và lại tiếp tục đi bộ xuống thành phố. Nhưng mà có một điều khác ở Thụy Điển giữa Anh Quốc mà mình thấy rằng là ở Thụy Điển này, ở thành phố Södertälje nhé, cái kiến trúc của Âu Châu thì nó cũng gần như xâm xem tức a little bit different yeah. Và gần như là Thụy Điển thì mọi người ưa chuộng những cái kiến trúc kiểu hiện đại hơn. Còn bên Anh Quốc, theo như mình đi ở thành phố Sơn này thì mình thấy rằng là hầu như 90% những cái tòa kiến trúc họ đều tu sửa, bảo dưỡng, lưu giữ những cái công trình mà mình nghĩ là chắc cũng phải hơn một thế kỷ luôn cũng thêm. Mình nghĩ đấy là cái văn hóa của người Anh Quốc. Người Anh Quốc người ta bảo tồn và lưu giữ những cái giá trị từ xa xưa đến giờ. Mình thấy là cũng có một vài cái căn nhà mới xây, nhưng mà người ta vẫn xây theo cái kiểu gọi là kiến trúc cổ điển. Đấy. Còn ở Thụy Điển đây thì gần như là các bạn có thể thấy như xíu nữa mình tới thành phố rồi. Các bạn có thể xem lại lần nữa thì gần như là nó theo lối kiến trúc hiện đại hơn rồi. Theo như mình được kể thì là ở quốc người ta không có được phá những cái tòa nhà đấy đi. Người ta sẽ luôn luôn tu sửa, cố gắng bảo tồn, bảo trì và giúp cho nó được trường tồn với thời gian, mình nghĩ vậy. Chắc vậy á. Đoạn lần này có vẻ dài đấy, nên là mình sẽ cắt bớt một ý nhé. Thế nhá, mùa đông tới rồi, những hàng cây dường như cũng không thể chịu nổi cái giá rét này, và đành phải tạm biệt với những cái chiếc lá cuối cùng thôi. Các bạn có thể thấy hai bên đường gần như là có những cái hàng cây mà trơ trọi cả lá rồi. Nó cũng ra một cái vibe gì đó khá là Âu Châu phết đấy nhỉ. Thế nhỉ, khá là thú vị. Thì các bạn có thể thấy với cái đường là các city police mình định nhắc tới, dường như là cũng đã phủ kín cả băng rồi. Và lần này mình nghĩ là cái đường rừng rú sẽ không đẹp bằng cái đường thành phố đâu nhỉ. Nên là mình sẽ đi vào trong uptown xem là khu dân cư người ta sẽ có những cái sự chuẩn bị gì cho cái mùa đông này nhá. Cùng xem người dân Thụy Điển ở đây người ta thích nghi với lại cái mùa đông giá rét này như nào nhá. Đây thì như là mình nghĩ những cái tiết như này có thể dùng để đắp nó snowman như là trong phim Elsa đấy nhỉ. Còn nếu nó lạnh quá thì nó thành đá mất, không thể nào đắp được. Nhưng mà có một điều mình chưa biết, đó là bình thường người dân người ta sẽ kéo tuyết, dọn tuyết này vào lúc nào nhỉ? Kiểu như là ban đêm trời sẽ lạnh hơn đêm ha, thì có lẽ người ta sẽ phải dậy sớm sớm, như là ở Việt Nam mình kiểu 5-6 giờ dậy đi tập thể dục, thì bên này người ta sẽ dậy sớm để mà kéo tuyết ha nhỉ? Chứ không thì làm sao mà có thể gọi là có một cái hàng tuyết ở hai bên lề đường đẹp thế này được. Thật sự cũng là một cái gì đó kỳ công đấy. Thế vậy. Và đây mình lại tới cái trạm MRT rồi. Và đây, Södertälje. 2:30 chiều. Thế vậy. Nói chung là so với lại cái lần trước mình đi bờ thì hôm nay mình thấy có vẻ là ít người ra ngoài đường hơn rồi đấy. Thế vậy. Và như vậy thì cũng đỡ phần nào, mình quay vlog mình đỡ bị gì ảnh hưởng. Đây có một quán nhà hàng hàng trưa. Thật sự là mình cũng không biết tiếng Thụy Điển nên là mình cũng không biết đọc nó làm sao cả. Có một điều thú vị ở đây là ở một cái khu dân cư như này thì người ta sẽ có một cái tiện ích xã hội chung nhỉ. Như là thế này, các bạn có thể thấy là hiện tại tuyết cũng đang rớt rồi. Thế hả?
tiếc một điều là mùa đông như này thì khó có thể làm ra sử dụng những cái này được. Và đây mình có phát hiện ra một điều rất là thú vị, có ai đã đắp con snowman ở đây rồi này. Chưa vậy? Cô te chưa? Ai sợ? Nhớ vậy? Cái đến chạy là tì đó. Uầy, ở bên Thụy Điển cũng có ổ gà này các bạn. Đâu có khác gì Việt Nam đâu nhỉ. Ổ gà, ổ vịt đó là chuyện không thể né khỏi rồi. Và đây, đây sẽ là con đường chúng ta sẽ đi sắp tới nhé. Chính nó, đường này nhé. Let's go. Vâng, và như hồi nãy mình cũng vừa băn khoăn thì không biết là người ta cao tiếp từ lúc nào, nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy là hai hàng đường này được dọn rất là sạch. Chứ là mình nghĩ là chắc từ sáng sớm thôi. Các bạn có thể thấy là tình hình người dân ở đây, người ta biết là họ đã làm gì đấy nhỉ. Những cái này là những cây thông nhỉ? Thấy quả nó rất giống như quả sồi hay quả gì. Và 90% những cái cây ở đây đều đã được lá rồi, chỉ còn một số những cái cây sồi nữa thôi và vẫn còn lá. Thú vị. Những điều kỳ thú của thiên nhiên tạo hóa. Những cái đấy luôn là chúng mình bất ngờ nhỉ. Đây, nhiều nhà người ta trang bị cho con cái những cái bộ môn thể thao, trò chơi tại sân nhà luôn, rất là hay, giúp cho trẻ em có những cái phát triển về mặt thể chất cũng như là tinh thần phần nào đó khỏe khoắn hơn, ứng trọi lại được với mùa đông giá lạnh này. Thế vậy hả? Chứ còn như mình nghĩ mà mùa đông lạnh như này lại còn không vận động nữa thì khó tồn tại được nhở. Và mùa đông này mình thích nhất một điều đó chính là những ngọn núi tuyết như thế này. Và sẽ còn nhiều hơn nữa, cao hơn nữa. Cũng là một cái gì đấy rất là signature, đặc sắc, đặc trưng của vùng lạnh nhỉ. Nhìn cũng hay, chill, cũng hệ. Tuần trước mình tính quay vlog ở Anh Quốc, thành phố Sheerness, nhưng mà thất bại. Cho nên là lần này mình sẽ kể bù cho các bạn và đắp cái chuột sơn đít từ tháng 9 cho các bạn xem nhé. Tuần vừa rồi mình ở thành phố sơn đít thì vẫn chưa có băng có tuyết như này đâu. Mình nghĩ là ở dưới phía Nam Âu chắc phải tầm tháng 1 gì đấy thì mới có tuyết lại như này rồi. Ở đây mình đang gọi là Bắc Âu rồi nên là nó sẽ lạnh hơn nhiều, gần như là gấp đôi luôn. Lại tới cây cầu này rồi, xe qua lại khá là ổn nên là mình sẽ tạm ngưng một xíu nhé. Và kể đến những điều thú vị về Anh Quốc nhỉ. Anh Quốc nó nằm gần châu Âu nhưng mà nó lại không có chơi chung với thằng Âu Châu như này. Tất cả các nước Âu Châu người ta đều đi xe bên phải trừ Anh Quốc. Anh Quốc đi xe bên trái. Và cả cái Âu Châu này mình đều có thể tiêu bằng euro, sử dụng đồng euro để giao dịch mua bán. Người ta vẫn có những cái đồng chung nhưng mà sử dụng euro vẫn được. Còn Anh Quốc người ta dùng bảng, dùng pounds
quá không? Anh Quốc ngược đời so với các nước Âu Châu lân cận nhỉ. Và ở Anh người ta không nói tiếng Anh. Người ta cũng có tiếng Anh và tiếng bản địa riêng của người ta luôn. Và như một lần được trải nghiệm thì cả thế giới này người ta chơi PE, còn ở Anh Quốc thì người ta chuộng snooker. Cái bộ môn mà theo như mình nghĩ thì nó sai con nít ấy. Xe trẻ con ấy. Thế à? Kỳ lạ, kỳ lạ. Ở đây đẹp chưa này. Đây là Scania. Và có một cái điều thú vị nữa là ở Âu Châu, mọi cái tiện ích công cộng như là những cái ghế ngồi này này, nó không giống như Việt Nam nhỉ. Việt Nam mình chuộng sử dụng cái loại gọi là ghế đá hơn, đúng không? Bên này người ta không có sử dụng đá, người ta sử dụng gỗ. Và mình cũng không biết là cái loại gỗ này là loại gỗ gì, nhưng mà mình thấy là ở ngoài trời mà nó có thể chịu được lạnh, chịu được rét, chịu được ẩm, chịu được khốc. Chắc hẳn phải là một loại gỗ tốt rồi nhờ. Nãy giờ chúng ta đi bộ sập sàng vậy thôi mà cũng đã tới, gần tới rồi nè. Thế à, mình nghĩ là tập 5 nữa thôi là sẽ tới downtown rồi. Và các bạn biết không, mình lại tìm thấy những cái điều thú vị ở xứ sở Âu Châu này rồi. Đó là cái bộ môn đắp tuyết này cũng khá là thông dụng đấy nhỉ. Mình không biết ai làm cái này nhưng mà cũng cute đấy. Chắc là snowboard nhưng mà đã học rồi. Bên kia cũng có. Nhưng mà chắc không chịu nổi có một đêm đâu. Và chúng ta đã ở khu dân cư gần downtown rồi. Bên này có mấy cái xích đu mà bằng cái lốp xe ấy nhỉ. Không hiểu là cái đấy người ta làm rồi ngồi kiểu gì. Cái lốp xe ở giữa nó có một cái khoảng trống thế mà. Ngồi thì có mà nó thọp hết xuống dưới. Cái cây này giống như trong một cái phim kinh dị phết ấy. Chơi trụi có một cái lá nào. Vâng, và mình đã tới downtown rồi đây. Almost. Thì như các bạn có thể thấy, hai bên bờ sông ở thành phố Solitaly này đều đã phủ kín băng rồi. Mình nghĩ chắc tầm tháng 1 thôi, hoặc là cuối tháng 12, cả cái vùng nước này nó sẽ đóng băng hết luôn quá. À, hôm bữa mình chưa dẫn các bạn đi xem cái trạm MRT nhỉ, cái bến xe đấy. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn khám phá nốt cái khu đấy nhé. Ok. Bên kia sông thì chúng mình xem rồi. Hôm nay nhìn cũng khá là đẹp đấy. Ở xa xa kìa. Để mình zoom lên cho các bạn xem nhé. Đấy, bên đây đấy. Nếu mình nhìn hiện giờ thì không có ai cả. Có một phần là tuyết như này mà ra ngoài đường chơi thì cũng hơi nguy hiểm. Thế dạ, nên là thôi, lần này mình sẽ không qua bên đấy, mình sẽ dẫn các bạn qua cái bến xe này, xem là bến xe này như thế nào nhé. Và đây, nếu các bạn có thể thấy thì khá là đông người qua lại. Rồi, và mình sẽ đưa các bạn qua bên đấy xem thử nhé. Và đây là cái nhà chờ MRT. Đáng xem hai anh chị này ngồi làm cái gì nhá. Có một cái ạt nghệ thuật ở đây. Uầy, có ai quấn khanh cho con này luôn này. Thường thế. Có thể. Và đó là trạm MRT. Bên này thì là thành phố rồi. Đẹp chứ nhỉ. Đây là cái trạm đường MRT. Và mọi người qua lại ở đây là đông đủ. Đấy hả?
là nhiều những cái sculpture. Yeah. Sculpture này mình không thể đạt được. Bên này là còn có khu vui chơi trẻ con nữa, khá là thú vị đấy nhỉ. Chuẩn bị một chút cho chúng ta nhất sinh sắp tới rồi. Ngoại trừ các cửa, ngoại trừ các cửa tiệm bán đèn này ra thì tất nhiên là không khí rồi. Có nhỉ? Kết phủ kín cả cái con phố luôn. Đây, con phố nhé. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã coi đến cuối video này. Và mình cũng xin kết luôn cái vlog này ở đây nhé. Hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Hứa hẹn là những vlog ở Âu Châu hoặc là các nước ngoại quốc khác. Cũng có thể là ở Việt Nam, biết đâu được. Dạ dạ. Vâng, it's your wish, baby. Peace out.